Quang Hải, tôi thất vọng vì không được vào sân. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải thừa nhận nỗi buồn khi không được huấn luyện viên Philippe Troussier sử dụng trong trận thua Indonesia 0-3 hôm qua ở vòng loại World Cup 2026. Quang Hải đang đạt phong độ tích cực tại V-League 2023-2024, thậm chí là cầu thủ nội ghi bàn tốt nhất giải năm. Tuy nhiên, anh không được huấn luyện viên Troussier trọng dụng khi lên đội tuyển. Cả hai trận đấu với Indonesia tại vòng loại World Cup 2026 vừa qua, tiền vệ người Hà Nội không được thi đấu phút nào. Ở trận đấu trên sân Mỹ Đình hôm qua, huấn luyện viên Troussier hai lần yêu cầu Quang Hải ra khởi động, nhưng cuối cùng vẫn không tung anh vào sân. Khi Việt Nam bị dẫn 0-2, trong quyền thay người cuối cùng ở những phút cuối hiệp 2, nhà cầm quân người Pháp đưa hậu vệ Võ Minh Trọng vào sân, thay vì sử dụng một cầu thủ tấn công như Quang Hải. Ngôi sao sinh năm 1997 lập tức tỏ rõ sự thất vọng, đá mạnh vào thùng nước khi ngồi xuống ghế dự bị, ôm đầu và mắt rớm lệ. Chuyện như thế nào, mọi người đều thấy. Là cầu thủ, tôi luôn khát khao được chơi bóng, cống hiến cho đội tuyển, Quang Hải nói với VnExpress chiều nay ngày 27 tháng 3. Tôi hơi buồn và thất vọng khi không được vào sân, không được chiến đấu và cống hiến, khi đội nhà đang bị dẫn bàn. Quang Hải từng là cầu thủ quan trọng bậc nhất của các đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Anh đóng góp 5 bàn trên hành trình về nhì ở giải U23 châu Á 2018 tại Thường Châu và góp công không nhỏ vào tấm giành HC vàng SEA Games 2019, vô địch AFF Cup 2018 hay vào bán kết Asiad 2018. Câu chuyện của tôi trong trận đấu Indonesia vừa qua gây ồn ào. Nhưng thực sự tôi muốn nó khép lại vì mọi chuyện qua rồi. Trận đấu đã kết thúc, đội tuyển thất bại và huấn luyện viên Troussier cũng nghỉ rồi. Tôi không muốn mọi chuyện bị đẩy đi quá xa, bị suy diễn. Tôi muốn hướng tới phía trước, Quang Hải nói. Sau 4 trận ở bảng F, Việt Nam đứng áp chót với 3 điểm, kém Indonesia 4 điểm và Iraq 9 điểm. Đội tuyển chỉ có thể đi tiếp nếu thắng 2 trận đấu với Philippines và Iraq vào tháng 6, đồng thời hy vọng Indonesia thua 2 đối thủ kể trên. Theo Quang Hải, cơ hội cho Việt Nam không nhiều, nhưng anh và đồng đội vẫn sẽ chiến đấu hết mình nếu được trao cơ hội, vì màu cờ sắc áo tổ quốc. Hiện, Quang Hải muốn tập trung chuẩn bị cho đám cưới với bạn gái Chu Thanh Huyền vào ngày mai 28/3 ở quê nhà Đông Anh, Hà Nội. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.